các bạn, trên tay mình đang là sản phẩm Lenovo K6 Power. Đây. Rồi, hiện tại thì hôm nay mình xin hướng dẫn cho các bạn cái cách mà hand reset thiết bị này. Hand reset để chúng ta có thể là mở khóa màn hình khi chúng ta đặt mật khẩu màn hình mà chúng ta quên, là chạy lại chương trình cho thiết bị. Rồi, mình sẽ vào thẳng trực tiếp luôn vấn đề hand reset sản phẩm này. Để hand reset sản phẩm này thì các bạn giúp mình là nhấn giữ phím nguồn để cho máy nó tắt nguồn hẳn. Rồi, chọn lên power up. Ok, để cho máy tắt nguồn. Rồi, khi máy tắt nguồn hẳn rồi, chúng ta sẽ nhấn giữ đồng thời hai phím nguồn. Nguồn tăng âm lượng, nguồn tăng. Rồi nhấn giữ hai phím này cùng một lúc các bạn nhé. Nguồn tăng. Rồi, nhấn giữ. Rồi máy rung lên. Xuất hiện logo Lenovo, thả tay ra. Rồi. Bây giờ máy của mình đã vào chế độ này. Rồi, các bạn thấy ở trên đây nó sẽ có rất là nhiều cái chế độ khác nhau. Rồi. Thì các bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ có một cái chế độ là recovery ở đây. Rồi các bạn bấm lên chế độ recovery giúp mình. Bấm vào. Máy sẽ tắt màn hình. Tiếp tục hiện lên luôn. Lenovo. Rồi. Bây giờ trên máy nó xuất hiện lên hai cái ngôn ngữ. Rồi nó hiện lên tiếng English là tiếng Anh, còn đây là tiếng Trung Quốc. Rồi, mình bấm giúp mình vào cái mục English. Rồi. Các bạn sẽ thấy ở trên đây nó xuất hiện lên cái giao diện của máy. Rồi. Trên đây thì các bạn sẽ chọn giúp mình cái mục đó là Wide User Data, chọn lên. Rồi. Tiếp tục mình có thể là chọn lên là phía dưới cùng Format Data cho mình. Rồi, nó hỏi muốn đồng ý hay không, bấm Yes. Rồi, nó đang xóa dữ liệu. Các bạn sẽ thấy, rồi, nó báo nó thành công. Back lại. Rồi, chúng ta có thể là bấm Back vào. Rồi, Sorry. Rồi, khi mà trở về tới cái giao diện này rồi, các bạn bấm Reboot để nó khởi động lại. Rồi. Bây giờ đây cho máy mình nó khởi động lại rồi, sẽ bỏ máy xuống. Rồi máy mình nó đang chạy thì các bạn lưu ý phía dưới đây nó có thành màu xanh này. Nó chạy xong có nghĩa là máy mình reboot xong. Rồi bây giờ chúng ta máy đã khởi động lại được rồi. Giờ chúng ta sẽ thiết lập lại ban đầu cho thiết bị. Chọn ngôn ngữ tiếng Anh. Setup bấm Next. Rồi Skip để bỏ qua. Tiếp tục. Skip. Tiếp tục. Next. No sign. Skip. Cứ bấm No. Bấm xuống tiếp tục. Net. Star. Bởi vì là mình đã thực hiện thành công hand reset cái thiết bị Lenovo K6 Power. Đây là cái mã sản phẩm.
Đây. Mã sản phẩm là Lenovo K33A42. Rồi, cảm ơn các bạn theo dõi video clip.